Please note that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Siri Portal chắc chắn đã trở nên quen thuộc với game thủ toàn thế giới. Chỉ cần nhìn thấy chiếc cổng di chuyển hay khối lập phương là hầu hết game thủ sẽ ngay lập tức nhận ra tựa game này. Đây là một trong những series game đình đám và nổi tiếng nhất mọi thời đại, cùng vô số giải thưởng danh giá. Portal đã giành giải game của năm, game sáng tạo nhất và thiết kế game hay nhất tại Game Developer Choice Awards 2008. 4 năm sau đó, Portal 2 không chỉ đóng vai trò người kế nhiệm hoàn hảo của phần game trước, mà còn đưa series Portal trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Tuy bánh cuốn là thế, nhưng chính xác thì điều gì đã khiến series Portal hay đến vậy? Để có được câu trả lời, hãy cùng Phê Game quay trở lại tựa Portal đầu tiên vào năm 2007 để làm sáng tỏ những ma thuật mà Valve đã sử dụng cho đứa con tinh thần của mình nhé. Đối với các tựa game giải đố, người chơi cần có càng nhiều tự do càng tốt để thỏa sức vùng vẫy trong các câu đố của game. Bởi game thủ luôn muốn giải quyết các câu đố theo cách riêng của mình, thay vì phải cố gắng làm theo một cách dập khuôn những gì nhà phát triển vạch ra. Và góc nhìn thứ nhất sẽ đem lại cho game thủ một mức độ tương tác với môi trường trong game vượt trội so với các góc nhìn khác. Đây là yếu tố then chốt trong thiết kế của game, khi Portal về bản chất vẫn là một tựa game giải đố, chứ không đơn thuần là một game FPS bắn nhau theo kiểu cứ cái gì cử động được là phải nã luôn mấy viên kẹo đồng. Do đó mức độ tương tác với môi trường phải là ưu tiên hàng đầu. Dĩ nhiên là nhà phát triển vẫn cần đảm bảo người chơi không thể thoát khỏi màn chơi ngoài ý muốn như thế này. Ở Valve, người ta không làm như thế. Những game thủ hoàn toàn có thể lựa chọn giữa đi đường vòng, khám phá xung quanh hay vượt qua màn chơi nhanh nhất có thể nhờ vào khẩu súng mang tính biểu tượng của game, Portal Gun. Đây là một công cụ hoàn hảo cho một tựa game giải đố, khi nó cực kỳ đơn giản nhưng lại có rất nhiều công năng. Tất cả đều phụ thuộc vào trí thông minh của người chơi. Còn về tác dụng của khẩu súng kỳ quái này, cho những ai chưa biết, mà còn ai chưa biết nữa, Portal Gun nổi tiếng đến thế cơ mà. Thêm vào đó, sự tự do này còn giúp người chơi có được một trải nghiệm độc nhất vô nhị, đó là hóa thân cùng nhân vật. Nếu bạn muốn game thủ đồng hành cùng nhân vật chính xuyên suốt câu chuyện của game, thì việc cho phép game thủ trải nghiệm tất cả qua lăng kính của nhân vật sẽ là lựa chọn tối ưu. Những nhân vật chính trong các tựa game góc nhìn thứ nhất thường luôn im lặng và không có một tính cách cụ thể nào. À quên, những tựa game góc nhìn thứ nhất của Valve. Làm fan cuồng khổ thế đây các bạn. Trong mắt người chơi, nhân vật này như một trang giấy trắng để game thủ thỏa sức điền tính cách của mình vào. Điều này sẽ khiến bạn không chỉ dễ dàng hòa làm một với nhân vật mà mình điều khiển, mà còn quan tâm tới những nhân vật phụ xoay quanh nữa. Ngược lại, góc nhìn thứ ba luôn đem tới một khoảng cách nhất định giữa nhân vật và người chơi. Điều này sẽ hợp lý nếu nhà phát triển muốn game thủ đóng vai vào một nhân vật đã được xây dựng hoàn chỉnh từ trước, cộng với việc các phân cảnh trong game và cutscene sẽ mang tính điện ảnh hơn so với góc nhìn thứ nhất. Nhưng đây là Portal, nên nhân vật và cutscene không phải là ưu tiên. Mình sẽ nói kỹ hơn về điểm này trong video. Hãy tưởng tượng, nếu Portal là game góc nhìn thứ ba, bạn sẽ có cảm giác như đang quan sát một chú chuột thí nghiệm từ những căn phòng trên cao, thay vì là chính chúng ta tìm cách đào tẩu khỏi căn phòng. Hơn nữa, việc sử dụng góc nhìn thứ ba sẽ làm người chơi cảm thấy xa rời khỏi nhân vật, như bị ai đó điều khiển, không khác gì một con rối, y hệt như cách mà họ đang điều khiển nhân vật vậy. Cả hai điểm mạnh vừa kể trên đều rất tương thích với cốt truyện của Portal. Lý do là bởi nếu bạn có một câu chuyện hoàn toàn tuân theo trình tự thời gian, thì việc đưa người chơi vào góc nhìn của nhân vật chính, người trực tiếp trải qua những sự kiện đó, sẽ khiến game thủ đắm chìm vào câu chuyện một cách hết sức tự nhiên, thay vì đứng bên ngoài và bị dìm vào một mớ kể lể hết chuyện nọ sọ chuyện kia. Khi câu chuyện của Portal không bị gián đoạn bởi việc nhảy từ mốc thời gian này sang mốc thời gian khác, thì sự tự do mà góc nhìn thứ nhất đem lại sẽ giúp game thủ có thể khám phá dần câu chuyện qua các sự kiện được nhà phát triển sắp xếp trong game. Từ đó, game thủ sẽ không bị ngợp khi ai cũng có thể khám phá câu chuyện theo một tốc độ riêng. Bằng chứng cho việc Valve đã làm rất tốt yếu tố này là không phải vô cớ mà nhiều người chơi đều chia sẻ rằng nếu tôi là Charles thì rất có khả năng hành trình của tôi cũng sẽ y hệt như những gì diễn ra trong game vậy. Sau khi đã làm rõ những điểm mạnh của góc nhìn thứ nhất, chúng ta sẽ cùng xem Valve đã hòa quyện yếu tố này cùng với nghệ thuật kể chuyện đầy bí ẩn và lôi cuốn
đằng sau cơ sở nghiên cứu bị bỏ hoang của Aperture Science nhé. Ngoại trừ một vài phân đoạn giải thích về các cơ chế cơ bản của game và hoàn toàn không trực tiếp bón cốt truyện cho người chơi, mà các màn chơi trong Portal được cài cắm rất khéo léo những chi tiết nhỏ về cốt truyện của game và người chơi có thể tự đi khám phá chúng. Kết hợp với sự tự do mà góc nhìn thứ nhất mang lại, chúng ta có được một cặp đôi hoàn hảo, một Aperture Science đầy dãy uốn khúc, GLaDOS với những câu nói đầy ẩn ý và một môi trường mà người chơi có thể thỏa sức khám phá những bí ẩn đó. Bởi vậy, game chẳng phải kể nhiều, nhà phát triển cũng chẳng phải chỉ dẫn, mà chính sự tò mò sẽ dẫn đường cho game thủ. Hoặc cũng có thể hiểu là Valve không coi người chơi của mình hạ đẳng đến mức phải làm mọi thứ trở nên quá hiển nhiên. Vì vậy nên những ai thưởng thức được Portal đều cảm thấy mình đẳng cấp hơn chăng? Tuy cutscene là một phương pháp phổ biến để đưa những tình tiết mới nhằm phát triển cốt truyện, nhưng với Valve, điều này lại đi ngược với tầm nhìn của họ. Valve mong muốn tạo ra một tựa game giải đố mang tính tương tác càng cao càng tốt. Do đó việc tước đi quyền điều khiển của người chơi và ép họ phải xem các cutscene là một việc làm không cần thiết. Nhất là khi những gì các cảnh cutscene đem lại đều có thể được truyền tải một cách hiệu quả hơn qua chính trải nghiệm trực tiếp của người chơi. Đơn giản như câu nói của GLaDOS: Are you trying to escape? Things have changed since the last time you left the building. What's going on out there will make you wish you were back in here. Mình sẽ không tản mạn quá nhiều sang Half-Life 2 để nói về cụ thể những gì đã diễn ra ở thế giới bên ngoài, nhưng rõ ràng chỉ với một câu nói của GLaDOS, người chơi đã có thể hiểu một cách khái quát điều gì đang thực sự diễn ra, và trí tưởng tượng của họ sẽ điền vào những chỗ trống còn lại. Hơn nữa, việc bỏ đi các cutscene khiến trải nghiệm game trở nên mượt mà và trọn vẹn hơn, khi người chơi không bao giờ phải rời khỏi góc nhìn của nhân vật để trở thành khán giả. Tưởng tượng như bạn đang vào vai chính của một bộ phim hành động bom tấn, rồi bất chợt bị đẩy xuống ghế khán giả, rồi lại trở lại nhập vai nhân vật chính. Sẽ rất khó để bạn có thể nhập tâm hoàn toàn với nhân vật, phải không nào? Chúng ta thường sợ hãi thứ mà chúng ta không thấy hoặc không biết. Chính vì vậy, thay vì tạo ra một NPC The Rat Man suốt ngày bô bô cái mồm để rót vào đầu người chơi những mớ thông tin nhàm chán, vào để người chơi tự khám phá ra những manh mối mà Dalf Ratman, một nhân viên của Aperture Science để lại. Và riêng việc người chơi không bao giờ được trực tiếp gặp Ratman càng khiến nhân vật này trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Những gì sót lại trong căn phòng trú ẩn của Ratman khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt và đáng sợ hơn rất nhiều so với việc tạo ra một NPC. Từ những chiếc vỏ đồ hộp vương vãi khắp sàn nhà đến những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường đều giúp người chơi phần nào hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra. Cũng như lờ mờ hình dung ra kẻ từng trú ngụ ở đây là một người có vấn đề về tâm thần, hay như để truyền tải cho người chơi về sự đáng sợ của thế giới trong game, vào tuyệt đối không sử dụng những cảnh máu me kinh dị tầm thường, hay tệ hơn là trực tiếp nói hết tất cả luôn cho người chơi. Thay vào đó, vào đặt người chơi vào một khu vực thí nghiệm mà bạn tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một bóng người nào. Mọi thứ dường như bị bỏ hoang, những khu văn phòng trên cao ẩn sau những tấm kính mờ khiến người chơi có cảm giác đang bị theo dõi, nhưng lại chẳng có ai cả. Cộng với sự mâu thuẫn giữa những lời nói của GLaDOS và những manh mối để lại của Redman, tất cả đều khiến game thủ cảm thấy có gì đó không ổn và dấy lên sự nghi ngờ về mọi thứ xung quanh. Từ đó, trí tưởng tượng của người chơi sẽ dần dần thực hiện nốt phần còn lại. Portal đã thực sự phá bỏ những lối mòn của cả thể loại giải đố lẫn bắn súng góc nhìn thứ nhất một cách cực kỳ bất ngờ vào năm 2007. Nhưng quan trọng hơn là Valve đã hoàn thành xuất sắc trong việc kết hợp những điểm hay của thể loại giải đố góc nhìn thứ nhất và tận dụng những điểm hay của thể loại này để kể một câu chuyện tuyến tính cực kỳ thu hút. Còn Portal 2 thì khỏi phải nói, game đã giành được vô số giải thưởng cao quý nhất trong năm 2011 và 2012, danh sách giải thưởng game đạt được dài từng này cơ mà. Còn các bạn thì sao? Điều gì đã khiến các bạn cầm khẩu súng Portal Gun và miệt mài phiêu lưu trong Aperture Science hàng giờ liền? Hay câu nói nào của GLaDOS khiến bạn sởn gai ốc nhất? Hãy để lại comment phía dưới nhé. Còn mình sẽ đi ăn bánh gato đây. Bye bye.